Chư Tôn Đức chúc mừng gần 300 tân tăng ni sinh khóa 18 bắt đầu hành trình học tập tại Trung tâm Giáo dục Phật học có quy mô lớn và chất lượng cao, khuyến tấn tăng ni sinh không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi trí đức, nghiên cứu khoa học để lĩnh hội trọn vẹn nguồn kiến thức quý giá được truyền trao. Chương trình đào tạo của niên học 2023 đó thì có số lượng tuyển sinh ít hơn các năm trước, chỉ có 278 tăng ni đậu tuyển sinh đợt này. Về nội dung đào tạo đó thì căn bản vẫn đề cao tinh thần tự nghiên cứu cho nền tảng hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, phương pháp luận. Còn để hỗ trợ đó thì Hội đồng điều hành Đồng Dược Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó sẽ trao cho mỗi tân ni sinh một cái tài khoản kiểm tra đạo văn để các tân ni sinh trước khi nộp bài bằng file MS Word đã làm được rất là kỹ lưỡng, cho nên những gì bài được chấm gỡ về cho các giảng viên đều phản ánh trung thực cái năng lực học tập của tân ni sinh viên. Theo định hướng của con từ đầu khi trước khi bước vào ngôi trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh này thì con đã dự định cho mình là mình sẽ tham gia học tại khoa luật, luật học. Chúng con cũng với cái niềm tin tưởng của mình để mình đặt hết niềm tin vào ngôi trường này để tham học, để tương lai chúng con cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ và cũng như là cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân và cũng như là tương lai của mình cho Phật giáo Việt Nam. Sau 39 năm hình thành, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.000 tăng ni sinh đang theo học. Dịp này, Chư Tôn Đức đại diện 12 khoa chuyên môn lần lượt giới thiệu chương trình đào tạo và giải đáp các thắc mắc của các tân tăng ni sinh.